Rồi xin chào tất cả anh em, và bây giờ chúng ta sẽ đến với hiệp đấu thứ nhất giữa cao thủ CBB Quế Mộc Lan và cao thủ BCA 9292. Rất là hồi hộp mọi người ạ. Chúng ta cùng coi những chất đồ của cao thủ Cái Lan nha anh em. Cao thủ Cái Bang thì mang kháng băng rất là nhiều mọi người ạ. Ở trận đấu trước thì cao thủ này đã thắng Ngũ Độc một cách ngoạn mục luôn. Đợt này thì cao thủ này mang kháng băng rất là nhiều mọi người ạ. Rồi vào rồi anh em ạ, vào rồi. Đây set đồ của cao thủ Thúy Yên Sông Đao. Rất là VIP. Không biết là no 1 hay server hay chưa, nhưng chúng ta thấy là chỉ số rất là đẹp. Toàn kỹ năng 33 không. Chúng ta có thấy là máu của cái băng là 5.900. Đó. Kháng băng là 155. Quá ghi gớm. Cao thủ bộ công an thì phòng thủ vật lý là 132, kháng khỏa là 81. Cao thủ Thúy Yên thì tăng sinh khí full. Đúng rồi anh em ạ, không cần phải tăng nội công. Nói chung kèo này thì nói chung thì vẫn có tỷ lệ xác suất là anh em sẽ dự đoán sai luôn anh em ạ. Mình tin rằng thì cũng phải rất là nhiều anh em sẽ dự đoán sai, nhưng theo mình thì cũng chưa biết điều gì xảy ra anh em ạ. Nói chung thì tỷ lệ cái băng 5%. Chào bác Đàm Tuấn, chào bác Ua Tạc, chào bác Úc Nhi. Nói chung thì hên xui anh em ạ. Nói chung thì cuộc sống thì nó luôn luôn có những muôn màu muôn vẻ. Thúy Yên đang né xa nè, Thúy Yên né xa. Nói chung hai cầu thủ này thì đều phải bút chấn phá hết. Có nghĩa là một bên thì bút Tuyết Điệp Cùng Vũ, một bên thì bút Tuyết Ảnh. Nó không phải chấn phá mà gọi là... Rồi tàng hình luôn anh em ạ. Trời tàng hình luôn. Rất là độc anh em ạ. Cách PK của Thúy Yên rất là độc. Mặc dù mình ở kèo trên, mặc dù ở kèo trên nhưng không thèm đánh đầu tiên luôn anh em ạ. Cái băng thì đang dính ngựa anh em, đang cố gắng di chuyển để né. Chỉ cần dính khoảng đến đâu đó mà chắc khoảng 1-2-3 cú tin là rớt đại anh em ạ. Rồi xuất hiện rồi anh em ạ. Toàn cái băng à. Cú tin một tốc độ thần thánh thế này, cái băng chịu cho nổi. Trời ơi tốc độ bằng thờ luôn anh em ạ. Cái băng đang cố gắng anh em ạ, cố gắng không biết làm gì đây. Không biết làm gì đâu, câu mana này mà, câu mana. Thúy Yên thì đang đánh kiểu như đánh ô tô này, không đánh mặc định. Cái băng đi vòng kiểu này thì đánh mặc định đi cho rồi, đúng anh em nhỉ. Tốc độ Thúy Yên thấy cô tin bay xé gió luôn, 1 phút đã trôi qua anh em ạ. Cái băng vẫn trụ được 1 phút anh em ạ. Quá bất ngờ anh em ạ. Quá bất ngờ luôn. Thực sự là không tin nổi ở trận đấu này mà cao thủ cái bang có thể trụ được 1 phút anh em ạ. Trời ơi, một cô tin đúng người là mất gần một nửa cái máu anh em ạ. Khả năng là ba cô tin sẽ bật ngửa anh em ạ. Quá hồi hộp luôn mọi người, quá hồi hộp luôn mọi người. Rồi cái ba xuống đánh rồi mọi người, một bóng, hai bóng, lên đèn dầu. Nhưng không xin gì nữa cái máu. Cái bàn đánh ghê thật ta. Cái bàn đánh ghê thật anh em ạ. Không tin vào mắt mình luôn. Cái bàn tăng cơ, tăng bò với Thúy Yên luôn anh em ạ. Không hiểu nổi anh em ạ, không hiểu nổi luôn. Chào bác Lê Giỏi, cái bàn ăn gì nổi, chưa chắc anh em ạ. Đó, hai bụng, hai miếng vào người nè, ba miếng vào người nè, bốn miếng vào người nè. Đen dầu lên nè. Cái băng kháng băng 155, quá trâu luôn anh em ạ. Đó, anh em nào mà nghĩ cái băng chịu không nổi 1 phút thì đây.
Đây có thể nói là một trận đấu rất là hay của cái băng anh em ạ. Đó, chúng ta thấy không, né đòn rất là tốt luôn. Không biết là hết máu chưa anh em ạ. Tàng hình em ạ, tàng hình không biết làm gì đây. Tàng hình đợi hết giờ anh em ạ. Đúng rồi, giờ câu thời gian, cần gì phải đánh nhiều. Giờ Thúy Yên đứng tàng hình thôi cũng ăn rồi. Đánh nãy giờ mệt rồi, mòn sông đau rồi. Cứ tàng hình, tại vì nếu đánh nhiều thì sẽ hết máu. 3 phút nữa anh em ạ. Chờ bác biết cái băng ăn đam chứ nhỉ. Sao ăn đam được bác? Đó, chạy 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 đợi tàng hình rồi. Cẩn thận nha, những pha này mà chạy đứng lại coi chừng là đột tử nha anh em. Rồi hình quá, tàng hình được anh em ạ. Một phát tàng hình xuất hiện liền anh em ạ. Dạ mà thật, đánh lừa đối phương anh em ạ. Đúng, kèo trên mà đánh như vậy chứ kèo trên mà núp lùm thì sao được. Tưởng chừng như trận đấu này sẽ nhanh mà ai ngờ. Trời ơi, máu của Thúy Yên kìa. Ôi giời. Cái gì vậy anh em? Cái gì vậy anh em? Trời trời. Cái bong bóng còn 38 bình máu. Chứ là khó đoán anh em ạ. Cái bàn nếu mà thắng trận rồi, trận đấu đã bắt đầu anh em ạ. Tàng hình luôn rồi. Tàng hình luôn anh em ạ. Trận này mà cái bàn thắng, trận sau lại gặp Thúy Yên nữa anh em ạ. Cái bàn mà thắng Thúy Yên này, thắng Thúy Yên kia, thực sự là đó là một điều không thể tưởng tượng được ở trong tựa game Bộ Lông Trường Kỳ 1 luôn anh em ạ. Chào bác Ngọc Trường, chào bác Đỗ Văn Bình. Chỉ số Thúy Yên hết máu hả? Em cũng không để ý nè bác ơi. Tại vì mắt em giờ mờ nè. À có vẻ như là tốn mana này mà. Có nghĩa để auto bơm mana, đánh nhiều quá, đánh nhiều quá nó hết mana. Khả năng là vậy em ạ. Mình cũng không biết điều gì xảy ra nữa. Thật sự theo mình thì đánh ít thôi, tàng hình đi. Mặc dù là vị thế kiểu trên nhưng mà miễn sao làm cách nào để mình ăn đối phương thôi. Tại vì cái Q của Thúy là tốn rất là nhiều mana. Rồi không nhất thiết phải đánh nhiều anh em ạ. Đánh một cái ăn được rồi. Chúng ta thấy là Thúy Yên đánh cái bang mà cái bang mang kháng băng tới 155 lần mọi người. Nên là rất là trâu. Rồi Thúy Yên tàng hình đi, đánh chi cho tốn mana, thời gian 6 phút lần mà. Hai cô tin một người là nửa gây máu. Đó, tàng hình đi, đúng rồi. Tàng hình đợi sơ hở. Trời, xuất hiện nhanh này, muốn Thúy Yên muốn đánh nhanh thắng nhanh em ạ. Cái bằng hai thật em ạ. Rất là liều mình em ạ. Trời ơi, cái bàn tí chết kìa nè. Đèn dầu đã xuất hiện trên Thúy Yên rồi. Cái bàn rất là liều, tăng bo với Thúy Yên luôn. Khả năng là cao thủ Thúy Yên để auto bơm máu anh em ạ. Nên là nó sẽ nhanh hết máu trước. Đúng rồi nè. Anh em bình luận thử anh em ạ. Mình thì bó tay anh em ạ. Mình không phải người trong cuộc. Chào bác ca hậu Phan nha. Em đang bị cảm ơi. Nên là mong anh em thông cảm nha. Đang bị cảm. Đang bị cảm nhưng cố gắng livestream để cho anh em xem những trận đấu hấp dẫn tại giờ đấu này. Chứ giờ thì em chỉ muốn nằm mà thôi. Thật sự xem những trận đấu này thì quá hấp dẫn luôn mọi người ạ. Thật sự là không thể tin tưởng được là một trận đấu mà kỳ hệ như thế này anh em ạ. Không hiểu nổi luôn em. Mọi lời dự đoán anh em cũng như mình thực sự là không thể nào ngờ luôn anh em ạ. 3 phút nữa anh em. Trời, xuất hiện liền luôn trời. Thúy Yên là muốn đánh nhanh thắng nhanh anh em ạ. Thực sự theo mình thì không cần phải vội vàng như vậy. Nghỉ ngơi được rồi. Tỷ lệ đam ở hiệp đấu thứ nhất thì ngang ngửa nhau anh em ạ.
tại mang kháng băng nhiều quá nên là chúng đam nó bị ít. Còn cao thủ Thúy Yên thì mang phòng thủ khả năng là ít nên là chịu đam nhiều, tại vì cái băng mộng đánh theo ngoại công. Rồi tàng hình ngủ nghỉ đi 2 phút 20 giây nữa. Một kill tàng hình được bao nhiêu giây anh em nhỉ? Anh em có ấn tặng like cho mình anh em ơi. Rồi cảm ơn bác Hậu Phan nha. Nhớ theo dõi kênh của mình và kênh Facebook, YouTube và TikTok của mình nha bác Hậu Phan ơi. Bác lên YouTube bác search LVT Official để tặng like cho mình nha bác. Trời ơi, tí chết cái ba, tí chết này nè. Rồi tàng hình đi, đúng rồi. Có khi nào mà Thúy Yên thua đam không ta? Không biết là Thúy Yên có thua đam nổi không ta, chúng ta coi chỉ số phòng thủ ấy. Phòng thủ 132 cũng cao mà ta. Thay lấy cái băng bổng mất máu rất là nhiều anh em ạ. Đúng rồi, khi lên đèn dầu là phải tàng hình đi. Chết cái bàn anh em ạ. Hay quá anh em. Tỷ lệ đam 106.000, 129.000 anh em ạ. Như vậy Thúy Yên vẫn hơn đam anh em ạ, hơn đam. Thúy Yên còn tới 15 bình. Cái bàn còn 14 bình, nói chung là hai bên ngang ngửa nhau anh em ạ. Một đều anh em ạ. Trời ơi, chưa bao giờ mình thấy trận đấu này hấp dẫn như thế này anh em ạ. Chưa bao giờ luôn anh em ạ. Anh em thấy đồng cảm nghĩ mình không? Đồng cảm nghĩ mình thì hãy bình luận bên dưới anh em ạ. Anh em nhớ tặng like cho mình, nhớ theo dõi Facebook, YouTube và TikTok nha anh em. Thấy anh em tặng nhiều like rất là nhiều, cảm ơn anh em rất là nhiều. Nhưng mong rằng anh em cứ vào xem, nếu thấy hay thì tặng like, không hay cũng tặng like cho mình cái để ủng hộ mình nhé anh em. 40 giây nữa anh em ạ. Chúng ta sau trận đấu này chúng ta sẽ đến với vòng bán kết và chung kết anh em ạ. Võ Đăng gặp Thiên Vương Bang. Còn trận đấu bán kết thứ hai giữa Thúy Yên và người chiến thắng ở cuộc đấu này. Rồi bắt đầu anh em ạ, bắt đầu rồi. Cao thủ Thúy Yên bây giờ thì đã không tăng hình như lúc đầu anh em ạ. Cái băng thì cũng vậy, không bao giờ chạy, không bao giờ né nữa. Mà đã xuống người đánh luôn. Một chiến thuật rất là mới đối với cao thủ cái băng. Thúy Yên tăng hình anh em ạ. Thúy Yên đang đánh chắc kèo anh em, Thúy Yên đang đánh kiểu chắc kèo. Không cần phải đánh nhiều, đánh chủ yếu hơn đam là được rồi. Thúy Yên có vẻ đánh mặc định rất là tốt anh em, đánh chặt. Chúng ta có thể thấy là đánh chặt nha. Thúy Yên đang giữ cái bàn xuống, à không, tàng hình tiếp anh em ạ. Đây là sát thủ tàng hình, mệnh danh là một sát thủ tàng hình Thúy Yên. Ngon quá anh em ơi. Xem đồ Thúy Yên hả? Rồi ok. Trong lúc chờ đợi thì chúng ta tí coi đồ với anh em. Đây đồ đây. Lúc nào Thúy Yên tàng hình chúng ta sẽ coi với anh em. Đây tàng hình.
Huy đã xuất hiện rồi anh em ạ. Cái bàn hiệp đấu này ít đánh quá anh em ạ. Không hiểu sao. Chắc đợi chờ đến phút cuối đánh đúng không ạ? Cái bàn này tăng bò với Thúy Yên luôn anh em. Không sợ đối thủ. Mặc dù kỹ hệ nhưng không sợ luôn anh em ạ. Lên đèn dầu liên tục luôn. Chờ bác Phạm Tùng Lâm. Ở server này nhiều Thúy Yên VIP lắm bác ạ. Rất là nhiều anh em đang xem live trên Facebook và YouTube và TikTok. Anh em cố gắng tặng cho mình một like nhé anh em. Thúy Yên sợ anh em ạ. Chúng ta thấy cái băng lên đỉnh dầu liên tục luôn. Hồi hộp quá anh em ạ. 2 phút 20 giây. Hai phút. Thúy Yên chạy nè mà. Thúy Yên chạy rồi. Thúy Yên chơi kêu tặng hình chạy rồi nè mà. Trời ơi chạy kiểu gì mà để dính đam trời. Rồi. Đại hội anh hùng kết thúc. Hoàn đẹp trai. Thiếu Lâm. Anh em dự đoán anh em, 1 phút 20 giây đó là cơ hội để anh em dự đoán thử coi là cao thủ nào giành chiến thắng anh em. Thúy Yên phải sợ anh em ạ. Thúy Yên phải sợ nó mới ghê chứ. 1 phút nữa anh em ơi. Rất là hồi hộp. Rất là gay gắt. Không biết trước điều gì luôn. Không ngờ một trận đấu mà có thể kéo dài như vậy luôn anh em ạ. Kéo dài tới 6 phút luôn. Hai mươi giây nữa Thúy Yên không thèm đánh nữa anh em ạ. Đợi chờ kết quả may mắn thôi. Tàng hình cẩn thận này, cẩn thận này, xuất hiện lên nè. Rồi như vậy thì kết quả đã lên bảng vàng anh em ạ. Xin chúc mừng những cao thủ Thúy Yên anh em ạ. Cách biệt tới 30k đam anh em ạ. Nói chung thì chúng ta không thấy một điều bất ngờ anh em ạ. Khi mà cái băng bổng chịu thua. Nói chung đánh như vậy là quá hay anh em ạ. Không thể nào mà